Tại sao cá voi lương gù được xem là bạn của con người? Dan House là một nhà sinh vật học biển, 63 tuổi, đã rất vui khi bắt gặp một con cá voi nặng gần 23 tấn trong một cuộc phiêu lưu lặn dưới đáy biển. Ban đầu, House tỏ ra khá hào hứng, nhưng sau đó cô bắt đầu nhận thấy có gì đó bất ổn, con cá voi lương gù ngày càng tiến gần hơn vào người cô khiến cô lo lắng cho sự sống của mình. Nhưng mặc kệ mọi sự cố gắng của House, con cá voi vẫn không ngừng đẩy và không để cô thoát. Phải mất hơn 10 phút căng thẳng như thế, con cá voi này mới bắt đầu dừng lại. Khi đó, cô mới phát hiện rằng không phải chỉ mình cá voi lương gù đang có mặt ở đó. Cách một đoạn không xa, một con cá mập hổ dài khoảng 4,57 mét cũng đang ẩn nấp. House nhận ra rằng con cá voi khổng lồ này thực chất đang cố bảo vệ cô khỏi bị cá mập tấn công.